Trong số những nhà thơ chiến sĩ được nhiều người yêu mến, Đại tá Nguyễn Thanh Thiện với bút danh Nguyễn Thiện là nhà thơ cháy hết mình với nghệ thuật. Sinh ra và lớn lên tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Khi vừa tròn 18 tuổi, Nguyễn Thiện đã lên đường nhập ngũ và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau đó, ông tiếp tục chiến đấu ở chiến trường Tây Nam và biên giới phía Bắc. Trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh, Nguyễn Thiện không chỉ chiến đấu bằng súng đạn mà còn bằng ngòi bút của mình. Ông đã ghi chép lại những khoảnh khắc bi tráng, hào hùng của chiến tranh, đồng thời thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho đồng đội và quê hương. Học tập phấn đấu công tác của mình từ lúc khi còn tuổi thơ thì trên ghế nhà trường thì tôi là người yêu thơ và thường cũng đọc những nhà thơ lớn như Xuân Diệu, Chế Nan Viên, rồi Tố Hữu thì tôi cũng nhập tâm nhiều. Và đặc biệt khi tuổi còn thơ thì tôi được nghe lời ru của mẹ. Thì tất cả những cái đó đã để lại trong tôi một cái gì đó rất sâu sắc. Và đến mãi bây giờ nó hành trang cuộc đời mình. Hành trang là cuộc đời mình. Và từ đó thì tôi cũng đã làm thơ. Tuổi thơ cũng làm thơ. Và nhưng mà ở ghế nhà trường thì nó cũng không đã gì là sâu đậm lắm. Hoặc trong cái thời kỳ học cấp 2, cấp 3 cũng làm thơ rồi là cũng có nhiều bạn bè cũng gọi vui tôi là nhà thơ Nguyễn Thiện. Nhưng thực tế lúc đó là các bạn bè gọi vui mình. Và sau khi vào những quân ngũ cũng thế thì là mình cũng có làm thơ để mà ghi lại. Thơ ca của Nguyễn Thiện thường giản dị, mộc mạc, nhưng lại giàu cảm xúc và mang đậm dấu ấn của chiến tranh. Tình đồng đội là một trong những chủ đề xuyên suốt trong thơ ca của Nguyễn Thiện. Ông đã dành nhiều tác phẩm để ca ngợi tình cảm gắn bó, keo sơn giữa những người lính ở nơi chiến trường. Ngoài những vần thơ, Đại tá Nguyễn Thiện còn có nhiều việc làm tình nghĩa thể hiện tấm lòng tri ân đồng đội, như thăm hỏi, động viên những đồng đội bị thương, ốm đau, gia đình liệt sĩ, tham gia các hoạt động tri ân, tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành thì Tiến Thịnh đã có rất nhiều các người con đã đi tham gia kháng chiến và cống hiến cho đất nước. Trong đó có nhà thơ Nguyễn Thanh Thiện và người cũng luôn luôn đau đáu là tâm tư hướng về quê hương và đã nối tiếp truyền thống bộ đội anh bộ đội Cụ Hồ và đã xây dựng cho quê hương ngày càng giàu mạnh để làm tấm gương lớn cho các thế hệ sau noi theo. Như chúng tôi là những người lính cũng đã từng qua trận mạc và đọc lại những cái dòng thơ của anh viết về đồng đội và viết về quê hương, viết về cha mẹ, chúng tôi cũng không khỏi rưng rưng khi thấy rằng cái tâm hồn của nhà thơ đã được nâng lên rõ rệt. Có thể nói rằng là anh Thiện là những người nặng lòng với quê hương, nặng lòng với đồng đội. Anh thì luôn luôn là người cũng đi đầu trong mọi sự gương mẫu ủng hộ các phong trào. Và chúng tôi cũng lấy anh làm cái gương để học tập về cái lòng vị tha, lòng nhân ái và lòng tình yêu đối với mọi người, nhất là cái lớp trẻ hiện nay. Bên cạnh những bài thơ về chiến tranh, về tình đồng chí, đồng đội, Nguyễn Thiện còn có nhiều tác phẩm viết về quê hương, đất nước và tình yêu. Tình yêu Hà Nội đã trở thành một phần không thể thiếu trong thơ ca của Nguyễn Thiện. Những vần thơ của ông luôn chan chứa tình cảm tha thiết, mang lại sự rung động và nhiều xúc cảm. Rất nhiều bài thơ của ông đã được nhiều người yêu thích, nhiều bài thơ đã được nhạc sĩ phổ nhạc. Hà Nội luôn ở trong trái tim tôi. Và nơi đây là mảnh đất thứ hai của tôi và nơi mà đã chắp cánh cho tôi và thổi hồn cho thơ của tôi. Tôi mãi mãi tôi yêu Hà Nội, mãi mãi tôi muốn cống hiến tuổi thân của mình cho Hà Nội. Tôi sẽ viết tiếp và viết những gì của trái tim tôi về Hà Nội và muốn cống hiến cho Hà Nội nhiều hơn nữa và cho những ca khúc của tôi, những bài thơ của tôi đến với công chúng Hà Nội và được mong được công chúng Hà Nội chấp nhận và động viên tiếp tục để cho chắp cánh thơ tôi và những bản nhạc của tôi. Đại tá nhà thơ Nguyễn Thiện là một tấm gương sáng về tinh thần cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ. Suốt hành trình theo đuổi đam mê, ông đã gặt hái được nhiều thành công. Tuy đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng Đại tá Nguyễn Thiện vẫn luôn dành cho thơ ca một tình yêu nồng nàn. Ông vẫn tiếp tục sáng tác và cho ra đời nhiều tác phẩm mới. Ông là một tấm gương tiêu biểu cho người lính. Nhà thơ dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cống hiến, góp thêm sắc màu cho nền văn học nghệ thuật thủ đô.